Xin kính chào quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh xe qua sử dụng chính hãng của công ty Toyota Hiroshima Tân Cảng nha các bạn. Và vẫn là số điện thoại tư vấn bán hàng quen thuộc 0938 926 425. Mình tên là Thắng, mình sẽ hỗ trợ mọi thắc mắc của các bạn về vấn đề mua bán xe qua sử dụng, cũng như là các bạn nào chúng ta muốn mua xe qua sử dụng mà có sự hỗ trợ góp của ngân hàng nha. Thì với lãi suất cực thấp luôn, chỉ 0,8% một tháng nha các bạn. Thì quay trở lại với ngày hôm nay thì mình sẽ đem đến cho các bạn một mẫu xe để cho các bạn chạy kinh doanh dịch vụ, hoặc là có thể chạy gia đình cũng ok, nhưng mà thiên về kinh doanh hơn. Đó chính là Vios số sàn đời 2018 nha các bạn. Đó. Xe này chỉ chạy được có 59.000 km thôi. Đó. Thì mà sở hữu biển số tỉnh Đồng Tháp luôn nha các bạn. Và màu ngoại thất của cái xe này đó là màu vàng cát. Rất là thích hợp cho các bạn chúng ta mua về để mà chạy kinh doanh dịch vụ, bởi cái sự cái độ bền bỉ của nó cũng như là độ tiết kiệm nhiên liệu. Và cái chi phí bảo dưỡng của xe Vios này thì các bạn cũng biết rồi, cực thấp luôn nha các bạn. Thì hiện tại cái xe này mới vừa thu về, chưa được dọn dẹp gì hết. Thì mình muốn quay trực tiếp cái cảnh mà xe mới về để cho các bạn chúng ta có thể nhìn nhận được thực tế nhất về cái xe, nó đã trầy những chỗ nào và nó hiện trạng như thế nào. Bởi vì sau khi bên mình làm đẹp lại theo công nghệ Marukuri của Nhật Bản thì xe này sẽ hoàn toàn như mới nha các bạn. Và các bạn sẽ không nhận ra được là cái xe này trước đó nó đã trầy chỗ nào đâu nha. Thì xin mời các bạn chúng ta cùng đi trực tiếp về cái xe này. Về cụm đèn trước thì đã được chủ độ thêm một cái dải đèn LED ngay đây nha các bạn. Phiên bản của nó là không có nha. Đó, một cái dải đèn LED rất đẹp luôn. Đã được chủ độ thêm về đèn trước đây. Đèn gầm. Cản thì có những cái vết trầy nhỏ nhỏ nha các bạn. Đây, bạn có thể thấy. Tại vì chưa được bên mình làm đẹp lại, như dọn lại, cho nên là những cái vết trầy nó vẫn còn nha các bạn. Bên phía bên phụ thì có những vết trầy đây. Chắc là do cái này chắc là quẹt vế cái lề đường nha các bạn. Chỗ này trầy nè. Thì có những cái vết trầy ở cản trước nha các bạn. Tình trạng mâm lốp đây. Mâm lốp thì cũng khá là mòn rồi. Tuy nhiên bên mình sẽ thay lại cái lớp mới cho các bạn nha, nên các bạn cứ yên tâm về vấn đề chất lượng của cái lớp xe này. Còn về tổng quan về cái đầu trước xe thì có những cái vết trầy nhỏ nhỏ do chắc là do qua quẹt với xe máy và chủ trước chạy của bộ không kỹ lắm nha các bạn. Đây, bên hông cũng có những cái vết trầy đây. Thì bên mình những cái chỗ này bên mình sẽ làm đẹp lại hết luôn nha các bạn. Đó, thì mình quay hiện trạng cho các bạn biết thôi. Còn về đâm đụng tai nạn ngập nước thì bên mình cam kết nha các bạn, không có những cái đó. Đó là cái điều tiên quyết của công ty mình. Sau mình đi sơ một vòng. Chỗ này thì nó có một cái vết xước này nha các bạn, thì bên mình cũng sẽ sơn lại luôn. Còn về phía sau, chỗ này thì nó cũng có một vết xước đây, mình sẽ sơn cái phía này lại nha các bạn. Những chỗ đánh dấu là bên mình sẽ làm đẹp lại. Phía sau này có những cái đốm nhỏ là bên mình cũng làm đẹp luôn nha các bạn. Trầy nhẹ bên mình cũng làm luôn. Đây. Để mà đảm bảo khi mà giao cái xe hoàn thiện đem ra chào bán thì các bạn sẽ thực thừa hưởng một chiếc xe giống hoàn toàn như xe mới luôn nha các bạn. Về tổng quan về hình thức bên ngoài thì xe này độc sơn nó cũng không nhiều lắm. Cũng có nhưng mà không nhiều lắm nha các bạn. Cũng tương đối, tại vì xe thì chạy thì trên đường thì cái chuyện qua quẹt là bình thường nha các bạn. Hôm nay các bạn chúng ta tiến vào nội thất bên trong xe nha. 2018 sở hữu nội thất màu kem nha các bạn. Trang bị thêm 7 bức trang bị nóc này. Do chưa được làm đẹp vệ sinh lại cho nên là còn hơi dơ nha các bạn. Đề số km của xe này là 59.068 km nha các bạn. Và bên công ty mình cam kết là xe này đúng số km chuẩn, không tua đồng hồ nha các bạn. Đó là cam kết của hãng, cho nên các bạn cứ yên tâm về vấn đề mà mua xe mà sợ bị tua đồng hồ nha. Trang bị trên xe đây, đây là một cái đầu Android. Đầu này cũng khoảng mười mấy triệu đó nha các bạn. Thì được chủ trước người ta trang bị lên. Gói từ đầu được của chủ trước người ta vẫn còn để trên xe đây. Số sàn, ghế, bọc lại cái da màu kem đây. Chủ trước người ta bọc trần luôn nha các bạn. Cho nên là các bạn khi mà mua cái xe này để mà chạy kinh doanh thì nói chung là rất là hợp lý luôn, không cần phải tốn bất cứ một cái phụ kiện nào hết.
mọi chức năng trên xe còn hoạt động rất là bình thường nha các bạn. Tôi sẽ nhìn cần số này, nó không có quá là bị sờn bị chai, chắc chắn cái xe này cũng không có dùng nhiều quá nha các bạn. Có trải thấp lâu luôn đây nè. Còn nguyên cuốn sách hướng dẫn sử dụng trong đây luôn nha các bạn, chủ người ta chưa đem ra. Chìa khóa thì vẫn còn đủ hai chìa luôn nha các bạn. Đây phía sau xe này khá là rộng đối với một mẫu sedan hạng B nha các bạn. Thì do chưa được làm đẹp theo công nghệ Maruri của Nhật Bản cho nên thì cái nội thất vẫn còn dơ. Thì sau khi bên mình làm đẹp lại thì nó sẽ hoàn toàn giống như mới, cho nên các bạn cứ yên tâm về vấn đề đó nha. Khi mà giao xe cho các bạn thì mọi thứ sẽ hoàn thành, sẽ chỉnh chu hết. Cái vô lăng này còn rất là mới nha các bạn. Chạy sàn nè. Thì đối với cái dòng Vios này thì các bạn cũng biết rồi, nó rất là bền bỉ nha các bạn, tiết kiệm nhiên liệu và cái chi phí mà hàng tháng các bạn đi bảo dưỡng đều rất là thấp, nó không giống như những hãng khác nha. Và phụ tùng mà thay thế nó cũng có sẵn luôn, các bạn không cần phải chờ đợi khi mà các bạn đặt hàng phụ tùng gì đó, nó luôn luôn có sẵn nha các bạn. Về độ tiện nghi của Vios này thì chắc hẳn rất là nhiều các bạn chúng ta chạy dịch vụ đã biết rồi đó, nó không phải là quá thấp mà cũng không phải là quá cao, tầm ở phân khúc vừa phải để mà ví dụ như các bạn chở khách gì đó thì khách hàng ngồi phía sau người ta vẫn cảm giác thoải mái khi mình ngồi trong xe nha các bạn. Còn sơ về một vòng bên trong nè, cửa nẻo nè, các bạn thấy xem sùng vậy nè. Thì chia sẻ nhỏ ngoài lề thôi, thì khi mà đi để kiểm tra cái xe có bị đụng hay không á, các bạn kiểm tra những cái sùng chỉ mà ở cửa nè, các cửa nè, capo hoặc cốp này, thì đây là cái đường sùng chỉ zin của nhà máy, thì nó sẽ có cứng và nó sẽ rất là đẹp, nó chạy bằng máy á, cho nên là nó khác với việc chạy bằng tay đó, nó rất là đẹp và nó hơi cứng nha các bạn. Còn khi mà cái xe đã bị qua vẹt năm đụng rồi thì người ta sẽ làm lại và người ta sẽ chạy lại sùng mới, thì cái sùng của nó sẽ không giống như sùng nhà máy. Đây là một đặc điểm để mà các bạn có thể kiểm tra được, phân biệt được xe đã bị đụng chỗ nào nha, bị đâm đụng chỗ nào. Đó là một yếu tố nhỏ thôi, nó còn nhiều, rất là nhiều cách để rất là nhiều cái khác tổng hợp lại khi mà các bạn đi mua xe nha. Hoặc là các bạn có thể kiểm tra những cái ống cửa này đã được tháo hay chưa, có gió hay chưa. Tại vì cơ bản nếu mà cái xe không bị vấn đề gì thì người ta sẽ không tháo những cái chi tiết này ra làm cái gì đâu nha các bạn. Còn về năm sản xuất của xe thì các bạn có thể xem trên đây, cái tem này là không có làm giả nha các bạn, không có làm giả được. Đó, thì năm sản xuất là trên đây ghi bao nhiêu, bao nhiêu. Có một cái số cái xe là năm sản xuất là khác mà đăng ký là năm khác, ví dụ như đăng ký 2019 cũng rất có thể là năm sản xuất là 2018 nha các bạn, chứ không phải là đăng ký bao nhiêu là sản xuất bao nhiêu luôn nha. Để tránh các bạn có thể mua lầm cái đời xe. Mà xem những con ốc cửa này nè, chưa có dấu tháo luôn, là cái xe này còn nguyên, chưa từng bị đâm đụng nha các bạn. Đó là một trong những cách xem xe. Để mở cái động cơ phía trước cho các bạn xem nha. Sổ màu vàng cát rất sang trọng nha các bạn. Màu bạc thì nó hơi lúa một xíu và nó hay bị quê mùa. Ở 28 này thì Vios sở hữu một công nghệ động cơ mới nha các bạn, là dual VTPI nè. Nó cho được một động cơ mạnh mẽ với một cái công suất cao và kèm theo đó là tiết kiệm nhiên liệu nha các bạn. Về phía trước thì các bạn có thể xem những con ốc capo này đã được tháo ra chưa. Nếu mà tháo ra rồi thì chắc chắn capo sẽ có thể là đồng sơn lại. Đó, để biết thì kiểm tra được cái capo nó, cái xe cái đầu trước nó có bị đâm đụng gì không nha. Hoặc là các bạn có thể xem sùng chỉ nè, đó, nó còn nguyên theo nhà máy nè. Thì cái sùng chỉ của khi mình chạy tay lại và cái nhà máy nó khác nhau hoàn toàn nha các bạn. Hoặc là các bạn có thể xem bên trong cái xe này nè, bên trong cái nắp capo này. Khi mà sơn lại thì thường người ta sẽ không sơn bên trong. Là bên trong của capo zin á thì nó màu xám. Chứ nó mà đã thay capo rồi thì bên trong nó sẽ là màu đen nha các bạn. Đó là một trong những yếu tố để mà các bạn có thể
nhận biết được tình trạng xe nha, khi mà các bạn đi mua xe cũ, để tránh trường hợp chúng ta mua phải những cái xe mà nó bị đâm đụng tai nạn nha các bạn. Còn khi các bạn lên bên công ty mình mua xe thì chắc chắn một điều là yên tâm rồi, không bao giờ bị đâm đụng tai nạn nha các bạn. Các bạn nghe động xe động cơ này, những cái màu, những cái dấu màu ở trên những con ốc là zin từ nhà máy luôn. Phòng về đăng kiểm và đường bộ nè, đến tháng 8 năm 2022 nha các bạn, là còn hơn một năm nữa, nên các bạn cứ yên tâm chạy thoải mái, không gặp bất cứ vấn đề gì hết. Có một điều nữa đó là về vấn đề phạt nguội. Đối với một số cái xe khi các bạn đi mua xe qua sử dụng á, các bạn phải kiểm tra lại là cái xe đó có bị phạt nguội hay không. Đó, trường hợp rất là nhiều khách hàng của mình đi mua xe bên ngoài á, thì người ta phản ánh lại là khi mua xe xong rồi tới lúc mà đi đăng kiểm á, thì phát hiện ra là phạt nguội 50 triệu gì đó. Đó, tại vì những cái đó không có kiểm tra. Đó, cho nên là các bạn phải khi mua xe các bạn phải để ý vấn đề phạt nguội của xe đó nha. Còn về công ty mình, đối với những cái xe mà bên công ty mình bán ra, thì những cái đó là các bạn cứ yên tâm là cái xe là cam kết là không bị dính một vấn đề về pháp luật nha các bạn, không phạt nguội nha. Đã được kiểm tra rất là kỹ rồi, các bạn cứ yên tâm mà dùng không sao cả. Vâng, là một vài phút để mình chia sẻ đến các bạn về mẫu xe này, mình nhắc lại về cái thông tin mẫu xe nha. Đây là Vios số sàn đời 2018, xe chạy được có 59.000 km thôi, mang biển số tỉnh Đồng Tháp. Và hiện tại thì đang được công ty mình dự kiến chào bán với mức giá là 405 triệu nha các bạn. Thì nếu như các bạn nào chúng ta đang quan tâm đến mẫu xe này, muốn được tư vấn thêm về chi phí lăn bánh cũng như là hỗ trợ góp của ngân hàng, thì hãy gọi cho mình qua số điện thoại là 0938926425. Mình sẽ tư vấn các bạn cụ thể hơn nha. Thì cũng xin cảm ơn các bạn đã xem clip của mình ngày hôm nay, và hẹn gặp lại các bạn ở những clip review xe lần sau. Xin chào và hẹn gặp lại.